Mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay công việc sáng sớm xong xuôi rồi hết rồi. Khỏe rồi đó, giờ này là xong rồi đó. Mở điện thoại lên gặp mấy anh chị nhắn tin quá trời. Mấy anh chị hỏi sao bữa trước nói Vigood không có thuốc trị. Vigood đâu có kháng gì đâu mà trị được. Vigood là đi là bó tay rồi. Sao bây giờ chia sẻ clip lên nói Vigood vẫn điều trị được. Nên mình tắm sớm luôn, tắm sớm mát mẻ mình để giải thích cho mọi người nghe hiểu về vấn đề mà tại sao Vigood mình chia sẻ cái video đó, video mình đã điều trị không cái bầy gà bị nhiễm Vigood cúm Bugo mọi người, Bugo cái bị cúm đó. Gặp những tin nhắn của anh chị nhiều hỏi quản tóc hồi nên tắm mát mẻ rồi trả lời mọi người nghe. Rồi tại sao mình nói bệnh dạ dịch hay bệnh của vật nuôi mà chính Vigood là không có thuốc trị? Đúng là thật sự là Vigood là không có trị đâu mọi người. Vigood là mình chỉ sử dụng những cái loại thuốc hỗ trợ, những cái loại mà tăng cường thể lực, những cái loại mà trị những cái loại kích phát thôi, chứ thật sự là Vigood là không có thuốc trị. Tại sao mình chia sẻ cái bài bữa hổm đó là bài điều trị thành công cái bệnh bị nhiễm Bugo á, Bugo thì anh chị hiểu nè, cái bài đó mình có đâu có sử dụng thuốc đâu mọi người thấy không, mình đâu có sử dụng thuốc, mình chỉ sử dụng kháng thể thôi mọi người thấy không, kháng thể TKG á, dạng sữa đó là kháng thể. Mọi người biết kháng thể là gì không? Mọi người tìm hiểu đi lên Google, mọi người tra, mọi người tìm đánh vô kháng thể Bugo nha, kháng thể Bugo hoặc kháng thể chỉ các loại bệnh Vigood, không có trung hòa các bệnh Vigood. Kháng thể là những cái loại hoạt chất người ta tạo ra từ con Vigood đó, con Vigood để khi mà đưa vào, khi mà tiêm vào cơ thể đó, nó sẽ kích cái khả năng miễn dịch của vật nuôi lên để trung hòa con Vigood có trong cơ thể vật nuôi, nó làm cho con Vigood ngừng hoặc hạn chế hoạt động của Vigood đó, hạn chế cái sự nâng lên Vigood đó, sự nhân bản lên đó. Cho nên khi mà chúng ta tiêm cái đó chứ không phải tiêm kháng sinh gì đâu mọi người, đó là kháng thể thôi. Kháng thể là tức là tăng cường kháng thể cho vật nuôi á đó. Cho nên mình sử dụng cái kháng thể đó để mình tiêm cho vật nuôi, mình cứu cái bọ, cái bầy mà bọ là bầy bị dính Gumugo mọi người. Gumugo là Vigood mà với Gumugo là không có thuốc nào chạy Vigood nào, bệnh Vigood ở nuôi là mọi người không có sử dụng kháng sinh ở đâu, không có sử dụng các loại chất để đưa vào cơ thể của vật nuôi mà nó vượt qua nổi chứ. Chỉ còn cách duy nhất là mình sẽ kích thích cái hệ thống miễn dịch của con vật nuôi, đặc biệt là bầy gà bữa hổm đó, là ở trên gà mình sử dụng cái kháng thể TKG dạng sữa đó. Kháng thể này mọi người muốn biết hình ảnh như thế nào mọi người có thể lên mạng Google mọi người tra kháng thể TKG, hoặc mọi người có thể kết bạn Zalo của mình đó 0706780290, mình sẽ gửi hình ảnh cái chai thuốc, cái loại kháng thể đó cho mọi người để mọi người có thể để dành, mua để dành, khi mà bệnh đó mọi người tìm mua để phòng cho đàn gà của mọi người đó. Tới đây mọi người hiểu không, hình dung nổi đó không đó, tại sao mình sử dụng cái đó mà chạy được? Tại vì có một loại kháng thể bây giờ nhiều công ty lắm, nhiều công ty người ta đã chế bào chế ra nhiều loại kháng thể, không kháng thể tức là đưa con Vigood đó, nó đã bắt hoại vào cơ thể của vật nuôi, kích thích khả năng miễn dịch, khả năng tự tạo miễn dịch cho cơ thể, tự tạo miễn dịch trong cơ thể của nó luôn, và tạo miễn dịch khi mà nó chưa có Vigood xâm nhập cơ thể cũng được, hoặc khi đã có Vigood, khi đã bệnh đã xảy ra, bệnh xảy ra nếu mà mật độ Vigood nó ít trong cơ thể thì khi mà tiêm vào á mọi người, tiêm kháng thể này vào á, nó sẽ trung hòa luôn Vigood đó, nó làm cho con Vigood đó ngừng hoạt động và khả năng con vật nuôi của chúng ta vượt qua cái bệnh và sống sót.
khi mà bị nhiễm virus. Vì sao? Vì nói chung hòa xong rồi đó, nó không có nhân lên thì vật nuôi nó sẽ có kéo dài thời gian, kéo dài, nói chung là kéo dài thời gian miễn dịch, kéo dài thời gian mà nhân bản của virus lên đó, để tạo khả năng miễn dịch, tạo miễn dịch tự nhiên đó. Nói chung là miễn dịch tự nhiên. Bây giờ chăn nuôi là mọi người nuôi theo hướng nào cũng thả giường công nghiệp hay là nuôi theo hướng căng thả, bán căng thả, chạy kính chạy lạnh gì đó, chúng ta đều kích thích cái hệ thống miễn dịch tự nhiên. Con người cũng vậy, mọi người kích thích được khả năng miễn dịch tự nhiên thì chúng ta sẽ sống ở trong môi trường nào chúng ta sống cũng được chứ, môi trường bệnh gì cũng sống được. Tại vì kháng thể tự nhiên là kháng thể mà đặc trưng và hữu hiệu nhất toàn bộ những loại virus có trên thế giới, có trên hành tinh này. Ví dụ như bệnh nào đó mình đưa kháng thể vào cơ thể, mình lấy chiết xuất từ con virus đó để đưa vào cơ thể, thì cơ thể mình nhận biết được cái con virus đó là virus có hại á, cho nên nó tự kích thích cơ thể nó sản xuất cái miễn dịch đó. Cho nên để tấn công vào cái virus đã xâm nhập vào cơ thể hoặc phòng bệnh khi mà con virus đó nó dính, lỡ dính vào cơ thể vật nuôi, thì gà dịch đó mọi người biết nó đi ăn chỗ này ăn chỗ kia, thì dính này dính kia, trùng này với trùng kia, ba cái phân dê, phân ý lộn, ba cái phân chim đổ bay mọi người, những chim di trú, những chim di cư, những chim đó là mang mầm bệnh virus là nhiều nhất mọi người. Và cái mầm bệnh thứ hai nữa mọi người biết đó là chó mèo tầm nhóm, những cái bầy đó cũng mang mầm bệnh nữa. Và cái mầm thứ ba là mầm tác nhân chủ yếu đó, tác mầm mà chúng ta không có coi thường, nói chung là người dân coi thường chính cơ thể của mình. Đó là mình đi cái này cái khác, đi chợ búa, đi tùm lum ta la, đi đủ nơi đủ chỗ hết trơn. Cho nên cái đôi dép của chúng ta nó lây, nó đi đạp từ này đạp kia, lây trùng này khuẩn kia đem về chạy chúng ta, mà khi mà chúng ta không có cái biện pháp phòng tránh, không có biện pháp bảo vệ đàn gà chúng ta, ở cửa ra vào của chuồng trại chúng ta không có hố sát trùng, không có hố voi, không có dụng cụ mà để thay đổi như là dép nè, ủng nè, thì chúng ta thay đổi để cho chúng ta phòng tránh bệnh không khó, thì chúng ta đã gián tiếp trực tiếp luôn rồi, chúng ta trực tiếp đem vi khuẩn về chuồng chúng ta. Chúng ta khi mà bệnh nó xảy ra chúng ta la trời sao chúng ta phòng tỷ phòng bác sĩ luôn, chỗ uống kháng thể luôn, chỗ uống những cái loại thuốc mà phòng bệnh, nhưng mà dịch vẫn nổ ra. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đem về vi khuẩn virus quá mạnh. Mỗi chỗ nuôi, mỗi khu nuôi, mỗi khu vực đều có một loại vi khuẩn khác nhau, tùy vào động lực của nó. Ví dụ như cũng là tủ trùng đi, nhưng mà ở vùng này nó là tủ trùng dạng như là nhẹ, nó có ba thể là cấp tính, mãn tính, với cái thể mang trùng nữa mọi người. Chúng ta lây cái chạy của chúng ta có cái thể mà nhẹ nhất, nó không ảnh hưởng mang trùng thôi, không ảnh hưởng gì đến gà chứ. Nhưng mà chúng ta mang cái virus vi khuẩn cầu tủ trùng ở nơi khác mà cái nồng độ nó mạnh, cao, động lực nó cao á, cho nên chúng ta đem về chúng ta lây cho cái nơi chúng ta nuôi, thì đương nhiên là nó sẽ nhân lên nhanh cấp bội và động lực của nó cao, nên nó thể dây chết chết già của mọi người luôn, chết cấp tốc luôn, chết không thể cứu chữa luôn. Thường nói chung là virus là không thể cứu chữa. Nếu chúng ta phát hiện trễ, chậm trễ thì cứu không đến 50% đâu người. Nếu mà chúng ta phát hiện liền có thể được từ 50% trở lên cứu được cái bầy đó. Những con nào quá nặng, quá ăn không nổi, đi không nổi, nằm luôn là mấy con đó phải chết. Hên lắm một chục con thì được ba bốn con gì sống. Nhưng mà những con mà vẫn ăn uống bình thường, hoặc ăn yếu chút, hoặc không có nóng sốt nhiều, thì chúng ta phải cứu được bằng cách là chúng ta tiêm kháng thể đây kìa. Đó, cái kháng thể đó mình nói mình tiêm cái hình ảnh lên luôn,
ảnh lên cái video này cho mọi người thấy luôn nha. Mình sẽ để ở cái đầu á, đầu của cái video này cho mọi người tiện theo dõi và mọi người tra. Bên mình vẫn cung cấp cái kháng thể này các mọi người. Kháng thể này mình cũng cung cấp. Mọi người cần thì alo cho mình, mình có thể giao hàng, ship hàng tận nơi cho mọi người. Ngoài cái gà giống ra, gà thịt ra. Đó, nãy giờ nói tới đây rồi, mấy anh chị nhắn tin cho mình đó, anh chị hỏi mình có còn thắc mắc gì nhất hình minh nữa nè, hình minh bên dưới. Đó, còn cái cách nào đó, cách nào mình làm như thế nào để mình cứu được cái bầy đó thì mọi người có thể xem lại cái video vừa đăng cái bữa trước á thì mọi người sẽ biết nha. Hoặc mình có thể, hoặc gọi điện cho mình, nhắn tin cho mình, tiếp tục mình sẽ trả lời. Nếu mà câu hỏi mà giống nhau quá, anh chị gửi những câu hỏi giống nhau, tương tự nhau thì mình có thể làm cái video tiếp tục nói về cái vấn đề đó cho anh chị hiểu rõ hơn. Còn đây là mình nói về trả lời về tại sao mình trị được cái bệnh bơ hõm đó, mình giải thích rõ ràng. Cái này mình sử dụng kháng thể. Kháng thể mà trước khi sử dụng kháng thể là mình sử dụng cái gì? Mình sử dụng vitamin hạ sốt và melucan để sao? Những cái loại này á là nói chung là bổ trợ cho gà, để cho gà tăng cường sức khỏe, tăng cường khả năng, nói chung là nó khi nó bệnh là nó ít ăn á mọi người, ít ăn thì năng lượng nó sẽ ít, cho nên mình cung cấp năng lượng cho nó, cung cấp sức khỏe, cung cấp nước điện giải đồ đó, cho nó tránh mất nước, tránh này kia kia nọ đó. Rồi sau đó mình mới sử dụng kháng thể nha. Kháng thể mình tiêm vô trước khi sử dụng kháng thể mình phải bắt nữa, bắt những con gà yếu, gà nó đi không nổi mọi người, nói chung là đi không nổi, yếu không ăn đó, bắt riêng ra khu mình trị riêng. Còn những con mạnh khỏe mình chỉ riêng nha mọi người, vẫn cho uống hai con, cho uống các loại đó. Con nặng thì mình cho uống liều cao hơn chút để cho nó có sức khỏe nhiều hơn, nó giải độc gan thận được tốt hơn thì nó sẽ hấp thụ được cái lượng mà kháng thể mà mình tiêm vô được tốt nha mọi người. Nhiều con hấp thụ không tốt là mấy con đó là thua, con đó là chết rồi, cứu không nổi. Cho nên mình nói virus vẫn chết, nếu mà xuất hiện không kịp, phát hiện kịp thời thì có thể sống. Và cách chúng ta làm cũng ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình làm chệch một bước thôi. Ví dụ như mình tiêm trước, bắt ra chân tiêm trước, tiêm luôn. Ví dụ như mình thấy bệnh nó virus mình sợ quá, mình lấy mình mua kháng thể gì mình tiêm. Nhưng mà bỏ qua những cái bước như là giải độc gan nè, tăng cường khả năng sức khỏe nè, mất nước cho nó nè, đó, tiêu hóa cho nó, thì mọi người bỏ đó thì có chừng để phí đó, tiền mất tật mang luôn đó. Đúng là kháng thể trị được, kháng thể được trị được, nhưng mà không có cái bước kia thì kháng thể cũng như dùng nha mọi người đó. Và còn cái nữa nè mọi người biết, khi mà tiêm á, tiêm kháng thể này vô á, mọi người phải chú ý một điều rất là nhỏ nhặt luôn, đó là cái mũi tiêm của mình, mũi kim của mình. Mũi kim là mọi người sử dụng kim máy hay là kim tay hay là kim số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 9, số 12 vậy đó, thì mọi người sử dụng kim nào. Nhưng mà cái điều lưu ý mọi người nè, không nên sử dụng tim vừa tim con gà bệnh xong mà mọi người tim con gà khỏe hơn là không được. Quy tắc là tim những con gà khỏe trước mới tới con gà bệnh nha mọi người. Nhưng an toàn nhất là mình tách cái làm hai đi, một bầy là một gà là khỏe nhất, ăn uống nhất, chạy nhảy tung tăng nhất, một bầy là không đứng nổi, không ăn nổi, yếu gì đó, ăn yếu gì đó. Riêng mình sụn mình dụng 3-40 kim vậy đi, ví dụ như mình chích khoảng 30 con mình bỏ, ví dụ như mình làm bầy, cái bầy mà nó còn khỏe đi, bầy khỏe nha mọi người, đó là mình mua khoảng một hộp kim này có mười mấy ngàn hộp mọi người, chục cây á, mọi người làm khoảng 3-4 con, ví dụ 3-40 con đi, ví dụ như 7-500 con đi mọi người, 3-40 con, 100 con mọi người thay kim đi, ví dụ như làm con khỏe trước đi, bầy khỏe đi, mình bắt hai bầy ra đó, mình làm bầy khỏe trước, đó là mình làm 20-30 con hay là 100 con đó mình thay kim một lần. Thay kim, tác dụng thay kim là gì mọi người? Phòng bệnh đó mọi người, phòng bệnh mà mọi người bỏ qua cái vấn đề đó, phòng bệnh. Bởi vì mà tim
tiêm, mình tiêm vô cơ thể con gà, con gà khỏe mạnh như thế, mình nhìn con gà khỏe mạnh như thế, nhưng mà trong cơ thể nó nặng hơn những con gà yếu đó. Đó. Nó thường nhưng mà hi hữu nha mọi người, một hai trường hợp thôi chứ không hết đó. Cho nên mình tiêm khoảng 30 con 50 con gì đó, mình thay đổi cái kim, giục cái kim đó đi, đó, hoặc anh chị nấu nước mình để vô bọc gì đó, nấu nước mình trụng cái kim lại cũng được, không sao chứ, trụng kim lại nghe, trụng nước sôi nghe mới sử dụng lại được, còn thôi mình thay kim khoảng 30 con 50 con thay kim lần. Cái thứ hai nữa là tác dụng của nó là sao, tránh nghẹt. Thường mấy người tiêm, mấy anh chị tiêm kháng thể á, nó thường trường hợp nghẹt không mà bóp thì nó nghẹt cái đầu mũi tiêm, nó lỗ nữa xíu à, cái kháng thể dạng sữa nữa nên nó sẽ ưa nghẹt lắm, mọi người ưa nghẹt cái kim, cho nên mình thay kim nha anh chị em chú ý đó, vấn đề đó đó là vấn đề nhỏ nhất mà anh chị em lưu ý được càng tốt nha mọi người, nhớ lưu ý. Thường mình thấy là mọi người không có lưu ý vấn đề đó, tại mọi người ra tiệm thú y, mọi người mua cái có mũi kim một, mọi người chích 500 con mũi kim một, thứ nhất là lây nhiễm hết trơn toàn bộ mọi người luôn. Mọi người chích ngược lại, ví dụ như mọi người chích con gà bệnh trước đi, mọi người chích con gà khỏe là lây hết trơn luôn, trơn vậy luôn, bảo đảm mọi người lấy không còn cái gì chứ. Đó. Rồi mọi người chích con gà khỏe đi, mọi người đi chích con gà bệnh, biết con nào khỏe con nào bệnh, chích con gà vừa chích xong là quay sau là con gà bệnh chích luôn mọi người. Đó, động lực mạnh cái đó, khi mà dính nhiều loại virus động lực mạnh là mọi người thấy cũng lắm. À, cho nên mọi người chú ý cái vấn đề sử dụng kim, và mọi người đừng làm sai bước nha, nhớ đó, đừng làm sai bước. Ví dụ như cái bước mà cho uống tăng lực, cho uống kháng thể cái loạn, cho uống Betacan cho độc gan gì đó, cho uống điện giải để tránh mất nước, để bù nước cho nó, và mang tiêu hóa cho chợ tiêu hóa nó tốt hơn đó, thì chị em phải làm bước đó trước, song song với cái việc bắt những con gà yếu ra bên quật xa xa, mà đừng gần quá, gần quá nó cũng lây lại nữa. Virus nó bay trong không khí mà người biết đâu, phải không? Nó bay tầm lum trong không khí vậy, người đâu biết nổi, không biết nổi đâu, cho nên chú ý cái phần đó đó. Cái thứ hai nữa mình phải quan sát kỹ mới được, xác định kỹ mới được, ví dụ như bệnh đó là bệnh vi khuẩn, mình xác định virus là cũng cua lắm mọi người, tại vì mỗi lần mà người tiêm vậy đó làm cho con gà nó chết sốc đó, mọi người mà làm trời nắng nữa là thua luôn đó. Nhưng mà buộc lòng chúng ta phải làm nhanh, nhanh liền bị virus là làm nhanh liền, xác định cho kỹ đó là bệnh gì, muốn xác định kỹ thì mọi người đương nhiên là mọi người phải mổ khám, cao thủ trong nghề là thằng kê gì đó, thằng kê sư kê bậc thầy gì đó, nhưng mà mọi người không mổ là tôi cho cao thủ cỡ nào cũng không xác định được 100% bệnh. Quan sát thì quan sát bệnh, quan sát thân, quan sát cơ thể thì 5% thôi, chiếm khoảng 5%, 40 phần 5% thôi. Mình sẽ hy sinh, mình sẽ hy sinh một số con gà đang bệnh rất nặng. Mình nhìn là không cứu sống nó, mình mổ ra. Mổ ra thôi. Cách mổ như thế nào là phương pháp mổ như thế nào thì trên YouTube này, YouTube này, những cái kênh chăn nuôi, những cái kênh mà hướng dẫn chăn nuôi, những cái kênh kinh tế rồi người ta hướng dẫn, những bài báo rồi mọi người có hướng dẫn đầy đủ hết trơn, đầy đủ hết trơn đó, cho nên mọi người chú ý cái phần đó, làm đúng hết, xác định đúng hết mới được mọi người. Nuôi con này khó khăn là gì, nhưng mà mình đã học rồi, đã kiến thức rồi thì mình dễ, mình tìm hiểu kiến thức đi mọi người, anh chị em tìm hiểu kiến thức đi, tìm hiểu kiến thức mới được, tìm hiểu kiến thức trước khi chăn nuôi. Mình nói mọi người mới á, mọi người mới, mọi người cũ thì mọi người đã tìm hiểu sơ sơ cơ bản, mọi người, mình bảo đảm mọi người đã tìm hiểu rồi mới đâm mới nuôi được, mới bắt tay vào nuôi. Còn những người mới á, thấy những cái mô hình nuôi gà đồ ham quá nhưng mà không biết cái gì hết trơn, đừng có nuôi đó. Sự khi mà con gà bệnh gì đó mình biết quan sát bệnh chưa đó, mình phải học từ từ, ví dụ như lên coi những cái video về hướng dẫn chăn nuôi, video về hướng dẫn phòng bệnh, video hướng dẫn chuồng trại rồi đó, mọi người cứ coi đi, coi đi, không tốn thời gian ngày mà mọi người bỏ gần tiếng hồ mà coi đi, coi nhiều lần nhiều ngày, tháng này qua năm tháng nọ, năm này qua năm nọ, 1 năm 2 năm mình cứ mừ học trước đi, học trước vấn đề đó đi. Phải chăn nuôi đất nước mình, đất nước nông nghiệp, chăn nuôi trồng trọt là không thể thiếu đâu mọi người,
thay đổi chuyển đổi thôi, nhưng mà nó không thể bỏ qua đâu, không có cái đó là không được. Đất nước nông nghiệp đó vẫn tồn tại nhưng chuyển đổi hành nghề thôi, ví dụ như nó nhỏ lẻ chuyển sang chung gì đó đó, nuôi cho nó hồi chuyển sang trang trại lớn, farm lớn đồ đó. Cứ học đi, học quan sát bệnh, học mổ khám, đặc biệt là mổ khám, cho dù mấy ông chuyên gia đi nuôi, chuyên gia kinh tế, chuyên gia bệnh gà, bệnh dịch, bệnh vật nuôi gì đi, không mổ khám mà đố ông mà ông trị được, ông nhìn không trị được, cao thủ cái nào. Bây giờ virus nó phát triển nó mới nữa rồi, nó không còn như xưa ông bị hay bệnh đâu, ghép nữa ghép nhiều bệnh là thua luôn. Virus là virus mà ghép hai bệnh virus vô là lụm luôn. Hoặc ghép virus với vi khuẩn vô là thi luôn mọi người đó, mày chớ chú ý vấn đề đó. Khó khăn lắm, phải học hỏi đàng hoàng, học hỏi kiến thức cơ bản trước đi, thức chăn nuôi cơ bản trước đi, nó chăm sóc gà trước đi, kỹ thuật đi, rồi từ đó xong hết rồi, khỏe hết rồi mình học về kỹ thuật cho gà uống thuốc gì, cho gà tiêm phòng thuốc gì, vaccine gì, mùa mưa mùa nắng, mùa khô mùa nước gì đó nuôi như thế nào, rồi tiếp đó bỏ đó, vấn đề đó ra đi. Rồi Tết tiếp theo là vấn đề mổ khám, quan sát bệnh gà qua phân, qua biểu hiện cơ thể, qua mắt, qua mũi, qua chân, qua da, rồi tới mình ở bên ngoài sống hết rồi, mình sẽ tiến hành coi bên trong như thế nào, là mình phải học mổ khám mà mọi người, mổ khám hy sinh dạy con để cứu nguyên bệnh nha mọi người đó. Mổ khám giống như bà xã nói, hy sinh được bố cũng cứu được con. Là gì, hy sinh được một số con gà bệnh, con gà mà hết thuốc chữa cứu những con gà khác, mình mổ thành công, mình nhận biết bệnh đúng là ok, là tỷ lệ thành công là đạt 99,9% luôn, 100% luôn. Mổ khám tuyệt vời, mổ khám mình mổ những cái clip mổ khám có đầy đủ chứ, hồi xưa mình không, mình mới chăn nuôi mình không có biết gì chứ, mình không biết mổ khám gì chứ, con gà chết là mình giục, gà chết mình giục thời gian cái mình có cái được cái truyền thông ấy, mình coi cái này kia, kết bạn này kia với những người chăn nuôi, với người ta hướng dẫn, người ta chỉ mà chưa có ai hướng dẫn đâu, mình học lớn, ví dụ như người ta thường người ta nói vấn đề đó, người ta làm video nó đó để mình vô coi, hoặc ta chỉ phòng bệnh gì đó, người ta đưa người ta hỏi thuốc này thuốc kia đó, mình tích góp được đồ này đồ kia, chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó, thời gian sau mà mình biết thôi. Biết bây giờ thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội lan tràn khắp nơi, cho nên vấn đề học hỏi và nhanh chọn lọc, nhưng mà cũng có cái nhược điểm đó mọi người. Điểm đó tùm lum kiến thức nào cũng có, câu like câu view câu được xem về tùm lum tá la chứ, mà mọi người không chọn lọc là thua mọi người. Phải thông minh chọn lọc, phải so sánh cái này với kia, video này video kia, kiến thức này với kiến thức kia, và trải nghiệm thực tế. Mình nói trải nghiệm thực tế là quan trọng nhất, trải nghiệm thực tế là tự mình thôi, tự mình tìm tòi, tự mình nghiên cứu, tự mình trải nghiệm bệnh đó nó như thế nào, bệnh đó bệnh nào, virus nào, khuẩn nào, gây hại lúc nào, giờ nào, tháng nào, năm nào, ghi chép cụ thể. Cho nên mình nói mọi người tự trải nghiệm bằng cuốn sổ dày nè, ra tiệm ra tạp hóa mình mua cuốn sổ dày đi, mọi người về mình làm, không có nhiêu tiền mọi người chơi mua cái viết nữa, mà mua dành cho cái viết đi, ghi chép vậy, nhưng mình nhập bậy đó ra về được ngày nào mình ghi vô, ví dụ như báo bà ngày sau nó bị tiêu chảy mình ghi tiêu chảy vô, ngày nó bị tiêu chảy bao người sau đi gân sắt gân đỏ mình ghi vô đó. Ghi vô đi mọi người, tuy cực chút nhưng mà qua cái đợt đó rồi đi mọi người, thấy mình nắm chắc luôn, mình nuôi bầy nào mình nắm chắc mày đó. Đó nó ghi chép trước đi, một bầy ghi chép, bầy sau là phòng vaccine luôn, phòng xong vaccine, phòng thuốc, phòng kháng sinh, một số loại bệnh chưa có vaccine đó, mình sẽ ghi chép cụ thể, mình phải phòng trước đó, phòng trước đó. Bây giờ cái mới giờ nữa mọi người, bây giờ mới hồi xưa mình vậy đó, bây giờ mới đó, mới là bây giờ là người ta nuôi là ít khi dùng kháng sinh lắm mọi người, người ta dùng chế hợp sinh học, dùng chế hợp sinh học, những cái chế phẩm cực kỳ hay, cực kỳ hữu dụng đó. Cho nên chú ý mọi người vấn đề gà dịch, vấn đề bệnh gà dịch, xác định bệnh là chú ý, chú ý mình mới đánh thuốc được, chú ý mình mới tiêm thuốc đúng được, chú ý mình phải không lãng phí được,
lãng phí kháng sinh, tiêm quá nhiều kháng sinh, tiêm không đúng kháng sinh gây lãng phí, thấp thoát, hao hụt mấy người đó, tiêm không đúng là chết luôn nguyên vậy mọi người, cẩn thận. Rồi video mình đến đây kết thúc, mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và like chia sẻ để mọi người tham gia đóng góp ý kiến nhau để cho giúp một cái cộng đồng nuôi ổn định lâu dài bền vững. Rồi nhớ comment bên dưới, mọi người có thắc mắc hoặc gửi về Zalo, Facebook, fanpage của mình. Bye bye mọi người, chào mọi người, chúc mọi người thành công, vui vẻ.